Rồi, hello anh em nha. Lên tiếp cho anh em 4 cục máy cúp 50 4 số có đề zin rẻ xe kho Honda Japan này nhập về, tình trạng là máy nguyên zin, sơn si zin toàn bộ, đầu nồi chưa rớt nha anh em. Mình bán 4 cục nha anh em. Máy bán thì bao zin với anh em là đầu nồi chưa rớt, máy sống, bao nổ, vô lăng còn quay được, hơi hám còn nhẹ nhàng, chỉ cục máy như hình. Cái lô máy này mình bán cho anh em giá là 3,8 triệu một cục nha anh em. Đó. Mấy lô máy này anh em chỉ cần mua hai món thôi là đủ, gần như là đủ tiền của những cái máy rồi. Bộ lửa 1,6 triệu, đầu lồng dên 1,4 triệu, bộ số 1,1 triệu là anh em thấy 4 triệu mấy rồi đó, vài món thôi. Thì ở đây có 4 cục, mình có ghi 4 mã nha, anh em cần thì cứ alo mình. Đây cục mã EC5, tất cả là máy zin, lóc liếc là nguyên zin cực đẹp đó. Qua lăng mâm lửa mới chát, cốt dòng tải thẳng băng, máy thì đầu bông keo đẹp, bao anh em là chưa rớt chưa chạm gì hết đó, đầu còn cờ hết, giá cực kỳ dễ thương, 3,8 triệu cục đó. Cục mã E23 đó, máy nào cũng vậy, qua lăng mâm điện mới chát, cốt dòng tải thăng băng đó, qua lăng mâm điện mới chát. Máy đã xe Honda Japan điện nhập về nha anh em. Bao anh em là máy nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, đầu còn cờ, bông keo đẹp, bao nổ, bao sống cho anh em. Đó, giá cực kỳ dễ thương luôn, 3,8 triệu một cục. Máy này anh em mà đi mua đồ lẻ bao anh em là chịu không nổi đâu anh em ơi. Cực kỳ mắc, đầu custom 50 4 số có đời này cực kỳ mắc. Cục E26. Đó. Mấy bù lửa này mình tại mình không làm, không chịu tháo, là chứ mình tháo mình bán lẹ lắm, bán 1,6 triệu, ba dù dù. Máy đẹp hết nha anh em, máy rã xe lô, toàn lựa những lô xe đẹp đẹp mình rã nha, mình rã bán phụ tùng cho anh em ha. Mình cứ bán từ từ 4 cục 5 cục lần vậy cho anh em dễ dàng lựa chọn, thì nói chung là máy chắc máy thì nó đồng đều lẫn nhau hết, đồng đều hết nha anh em. Máy đã xe nội địa Nhật, máy nông qua lông điện sáng chát, cốt dòng tải thẳng băng, đầu nồi nguyên zin chưa chạm, con này à mã E20. Máy này mà mình chỉ gọi là chỉ rửa sơ nước lã thôi nha anh em, nó vậy chứ mà anh em về vệ sinh kỹ xí nữa là như cái kiếm nha anh em. Đó. Rồi mình bán mỗi cục này giá 3,8 triệu thôi, anh em nào cần xài thì cứ alo mình, chỉ cục máy như hình thôi nha anh em, anh em đừng có đòi hỏi bình xăng đâu, mua đâu, mình nói là anh em mua bán cái gì cũng vậy, người ta bán là hình sao hàng vậy, trong hình có gì thì báo giá đó. Rồi, anh em muốn đòi hỏi thêm đủ thứ mà không thêm tiền là không có được. Đầu zin mà anh em ra mua đầu zin con tán con lông đền ta vẫn tính tiền nha anh em. Đó. Còn như mấy máy này nè, anh em nào nhanh gọn lẹ em tặng cho anh em cái nắp cá zin theo máy. Đó, chơi đẹp vậy thôi.